Em xin chào các bác. Xin chào mừng các bác. Chúng ta lại trở lại với kênh chuyên về đồ âm thanh của Nguyên Vũ Audio. Thì hôm nay thì là bên em lại về một bộ dàn Onkyo N3X phục vụ các bác nào mà ai cần cái bộ dàn này nhỏ nhẹ có chỉnh bát tép để nghe ở trong phòng khoảng 20-15 m², 20 m², 15 m² và 25 m² đổ về. Có chỉnh bát tép các bác nhé, và nghe nhạc từ điện thoại máy tính ra thì các bác lấy những cái bộ này thì nó sẽ rất là vừa tiền và nó nghe nó hay trong cái tầm giá cũng như là ở trong cái diện tích phòng như em vừa nói nhé. Đấy, về tổng thể thì bộ da này nó còn đẹp này, hàng bãi nó còn đẹp nhá. Đấy. Đấy. Ok, các thứ còn ok. Tất nhiên đây là hàng bãi thì cái việc nó có một vài vết nọ vết kia một xíu thì nó không tránh được 100% đúng không ạ? Nhưng mà tổng thể thì con này là còn đẹp. Đằng sau cái bộ dàn này nó sẽ có hai đường là đường line in và đường tape in nhé, là để có thể là kết nối điện thoại máy tính mình nghe nhạc từ đường tape in ra và đường line in ra. Đấy. Thì thường thì mình sẽ cắm đường line in ở phía trên này cho nó dễ nhé các bác nhé. Đấy. N3X. Còn cửa FR N3X nhé. Đó. Thì bộ dàn này đây mình muốn chuyển đường vào cho điện thoại máy tính, mình ấn audio input ở đây nhé và chuyển nó sang đường line in. Đấy, đây là được rồi. Muốn chỉnh bát tép đơn giản mình ấn tông ở đây. Đấy, nâng bát này, hạ bát này. Ấn vào nữa ra tép, nâng hạ tép nhá. Xoay đôi này để nâng tép hạ tép nhá. Ok chưa? Đấy, sau khi xong thì ấn tông lần nữa tập S bát này. Ai thích nghe nhiều S bát có thể tăng lên. Đấy. Là nghe bass ở khi mà nghe nhỏ mà vẫn muốn có bass thì ép bass on. Còn nếu như mà muốn nghe không nhiều bass thì để off nhé. Sau đó ấn một nữa để kết thúc quá trình chỉnh bass tép nhé. Dàn này em bán chủ yếu là bao chạy công suất để về cắm điện thoại máy tính nghe nhạc nhé. Còn có cái này là có thêm CD với MD là mọi người về tự test nhé. Sống thì dùng, có không thì bỏ nhé. Đấy, vì cái này bây giờ mọi người ít chơi lắm, hai cái này mọi người ít chơi lắm. Thì là em cũng không bao chạy nhé, mọi người về tự test này. Bộ dàn này thì là ê căng của loa là vẫn còn đấy nhá. Vừa để ở đây nhé. Bác nào cần thì có thể lấy căng, không thì bỏ cũng được nhé. Này nó bé bé như này thôi nhưng mà nghe trong phòng khoảng 15-20 m² rất là hay luôn. Với tổng chiều ngang của bộ dàn này là đôi này, khoảng 40 cm chiều ngang, cao khoảng 20 và sâu khoảng đôi, khoảng 30 cm đây nhá, khoảng 30 cm. Ok chưa? Đấy nha, đây là bộ dàn Onkyo N3X. Vàng giá của bộ này thì nó rẻ thôi. Với những bộ dàn về như thế này, hàng bãi như thế này nha, thì là giá của nó là đi thì là giá của nó nhá là 1.750.000. Tôi bán 1.650.000 nhá. Bác nào mua bộ dàn này alo em nhá. Số điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966594581 nhá. Em xin chào các anh và xin hẹn gặp lại các anh ở những cái video tiếp theo của bên em. Và các anh lưu ý đây là hàng nội địa Nhật, điện 100V nên là về nhớ đúng cắm đúng điện 100V giúp em nhá. 1.650.000 bộ dàn Onkyo N3X này nhá. Đấy. Ok, xin chào các anh. Vâng.